Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Thaco đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2020. Hiến máu nhân đạo là một trong những chương trình có ý nghĩa lớn nằm trong chiến lược xây dựng văn hóa với triết lý mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước của tập đoàn này. Trong 12 năm qua, Thaco đã tổ chức 14 lần hiến máu nhân đạo, mỗi năm có gần 2.000 đơn vị máu được hiến tặng. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp đỡ nhiều bệnh nhân đang cần máu trong cấp cứu và điều trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.